Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và năm nay điểm chuẩn nhiều ngành tăng cao, trong đó ngành sư phạm ngữ văn và lịch sử của trường đại học sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn là 29,3, cao nhất trong số các trường đã công bố. Theo thông báo điểm chuẩn các trường, Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2, Hồng Đức, Vinh, điểm chuẩn cao nhất thuộc về các ngành sư phạm ngữ văn, giáo dục tiểu học, sư phạm các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội như lịch sử hoặc địa lý. Riêng ngành sư phạm ngữ văn thì không có trường nào lấy điểm chuẩn dưới mốc 28 trong thang điểm 30. Cao nhất là sư phạm ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn 29,3. Các trường còn lại có trường cũng đạt mức gần 29 điểm trong ngành này. Lý giải về nguyên nhân điểm chuẩn tăng, đại diện trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, do số nguyện vọng đăng ký vào trường khoảng 40.000, trong khi chỉ tiêu chỉ khoảng 4.000. Trong khi đó, phụ điểm thi tốt nghiệp ở nhiều môn tăng, số chỉ tiêu một số ngành giảm.